Chắc hẳn nhiều quý vị khán giả vẫn còn nhớ hồi tháng 5 vừa qua, chương trình Chào Buổi Tối có phản ánh thông tin một gia đình ở huyện Đan Phượng, Hà Nội khi mổ lợn đã phát hiện một thứ được gọi là cát lợn, công dụng chữa bách bệnh và được cho là trị giá tiền tỷ. Đến nay thì 5 tháng đã trôi qua, vật thể này vẫn chưa được bán đi vì người mua chỉ trả giá cao nhất là từ 30 đến 50 triệu đồng. Ấy vậy mà mới đây thì ở tỉnh Nghệ An, một gia đình lại tìm thấy vật được cho là cát lợn và cho biết là đã có người trả giá tới 3 tỷ đồng. Vậy thì rốt cuộc cát lợn tại Nghệ An là gì? Chúng ta sẽ tìm câu trả lời trong phóng sự ngay sau đây. Ngày 14 tháng 9 vừa qua, gia đình ông Lương Văn Linh ở xóm 1, Đặng Sơn, Đô Lương, Nghệ An làm thịt một con lợn nái đã nuôi được 13 năm và phát hiện được vật thể lạ có hình bầu dục, cứng, nhiều lông và có mùi thơm tựa thuốc bắc ở trong dạ dày con lợn. Nhiều người cho rằng đây chính là cát lợn, một loại thuốc quý hiếm rất có giá trị. Đã có người gọi điện đến hỏi mua cát lợn này và ra giá khá cao, từ 1,2 đến 3 tỷ đồng. Họ hỏi mua thì theo trên điện thoại thì cũng nhiều. Khoảng 4-5 người, 6 người gì đấy là trên điện thoại. Còn mức giá cao nhất thì họ đã trả đến 3 tỷ. Còn giá thấp nhất là 1 tỷ 2. Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Xuân Hướng, một chuyên gia hàng đầu về y dược học cổ truyền cho biết, y văn trong và ngoài nước chưa một lần đề cập đến vị thuốc có tên là cát lợn. Thực tế vị thuốc này chỉ có trong những câu chuyện truyền miệng. Bởi vì là nhiều khi con lợn nó ăn vào một cái thức ăn gì đó không tiêu hóa, rồi nó lưu lại ở dạ dày, nó không xuống ruột non được và nó nằm lại dạ dày. Rồi càng ngày là cái dịch vị của con lợn nó bao phủ lên đấy, là rồi là thành một cái cục cứng. Theo các chuyên gia, vật thể lạ này thực chất là một loại sỏi trong cơ thể con lợn. Cơ thể động vật thường có hai loại sỏi, sỏi mật và sỏi dạ dày. Sỏi mật được hình thành trong môi trường dịch tụy là loại dược liệu vô cùng quý hiếm. Đó là lý do vì sao sỏi trong mật dê, mật ngựa có tên là ngưu hoàng đều là những vị thuốc đắt đỏ đầu bảng trong y học Trung Hoa, là nguyên liệu bào chế an cung ngưu hoàng hoàn. Còn sỏi trong dạ dày lợn hình thành trong môi trường dịch vị và chưa có thông tin nào khẳng định về giá trị dược tính cũng như giá trị kinh tế của nó.